Đầu tiên là gọi là thấp khớp. Mình chữa Hà Nội, Sài Gòn mình đi đủ bệnh viện. Mình Bạch Mai, bệnh viện E Hà Nội chứ mình đi hết. Ở bệnh viện Sài Gòn là Chợ Rẫy hay là Thống Nhất hay là 30 tháng 4 là mình đi hết. Chữa cả bệnh viện nhà nước xong rồi bệnh viện ngoài, chữa hết mà không được. Về rồi mình lấy mấy thứ thuốc, vài ba thứ thuốc giảm đau thôi. Rồi thì mình uống, khi nào đùng bệnh như cái là mình uống, khi nào đau cái là mình uống, mà mình uống trễ cái là phải uống mãi, uống mãi nó đau mãi kéo dài, chứ không thể cái bệnh không thể được. Hơn này viêm đa khớp mãn tính, à viêm đa khớp mãn tính cho nên là trở thành sau đấy cái tiếng Việt Nam gọi là hút, mình hút, nhưng mà ở anh tiếng Anh thì là gáo. Rồi thì mình khi đi sang Mỹ đấy là mình đưa đi gần 100 liều thuốc cái loại mà giảm đau được, mình chung hở đau cái là mình uống. Nhưng mà khi sang đây á, sang đây 2 tháng, bữa nay là 2 ngày đúng không mẹ, 2 tháng 2 ngày, bữa mùng 10 cái đám của chị Hương, đám của đang Phú á, là mình ngày đó mình qua luôn, qua thì qua được gần gần 2 tháng là mình hơn uống thuốc đi hơn tháng, uống thuốc về là thẳng về vụ anh ta về sang đưa cho mấy thầy thuộc là mình uống hết, đưa thử chi là mình uống thử. Uống rồi thì ngay từ thời gian đầu, trong cái tuần đầu, trong cái mười sáng tuần đầu thì 3 4 ngày trước đó thì vẫn đau một lần, đau cái khớp một lần, mà đau cái cổ chân, cái ngón chân cái đau, xong mình uống một liều giảm đau được. Rồi từ đó về sau là mình mấy ngày sau, sau đến cỡ 2 tuần, hơn 2 tuần thì thằng chỉ đưa thuộc Nutkin đó cho mình uống. Mình uống một ngày nhiều lắm. Thì loại thuốc chi thì mình cũng rồi, nhưng mà mình không đọc tiếng được, nhưng mà tôi chờ đòi nữa là được mày lo cái hộp thuốc á, ống thuốc á, thì mình cái đi mấy viên, cái đi mấy viên bên chỗ gì hả, trong đó có Life Pack Nano, Vitality, Cartilage, Bone Formula với nước gấc. Uống một lần có bữa một lần uống buổi sáng là 8 9 viên đấy đó. Rồi bữa trưa cũng 7 viên, rồi bữa tối cũng 8 9 viên chứ uống, mà mình chịu khó uống lắm, uống liên tục đều dơm bao lâu thường xuyên đau hay là từ cái ngày từ thì từ 2 tuần 3 tuần nay thì cho đến như là cái gáo nữa không thể đau, không thể đau. Ở Việt Nam mình cứ 1 tuần là phải đau 1 lần hay là 2 lần, vì đau có khi mình uống một một liều đấy là nó nghĩa là mới chữa đau mình uống liều là nó hết, vì giảm đau, giảm đau. Còn mà sáng đây mình uống cái thuốc này từ hơn 1 tháng nay thì mình thấy là rất không không thấy lên, không thấy đau gì cả, thì mình thấy rất ổn. Thì còn mà vừa cái tay mình sáng khi mà bọc một cái đèn lên cao kéo cái dây ra mang vũ á, vũ em thẳng là lấy thuốc cha cho mình cha mấy lần 3 4 lần rồi đó, chứ thấy hắn khá hơn mập hơn nữa nha. Cái nhà hắn thứ nhất là đen đen hơn, thứ hai là hắn nhéo ấy, cái da hắn nhéo nhặn cho nên cũng rất chúc mừng ông. Chúc mừng ông. Ok.